Thì mến chào các bạn đến với kênh YouTube 8XKTV nha các bạn. Thì cũng lâu rồi mình không có làm video clip để chia sẻ đến các bạn về dòng xe Honda Winx của mình các bạn. Thì lý do là mình rất là bận các bạn ơi. Thì cũng vừa rồi mình vừa cái thay tem, cái bộ tem cho xe Winx của mình các bạn. Thì mình cũng làm một video clip này để mình chia sẻ đến các bạn cái bộ tem mới của mình ha. Và cũng như là cái địa chỉ để cho các bạn có thể đến thay tem xe cho mình nha các bạn ha, để thay cái phong cách cho xe của mình ha. Thì như các bạn thấy mình vừa chuyển từ màu đỏ ha sang bây giờ là xe của mình nó là màu cam nè các bạn ha. Đây là tem trùm nha các bạn, tem trùm màu cam trắng đen ha. Đó. Thì đây nè các bạn, đây các bạn nhìn á thì nó đây lần trước á là mình thay tem cho xe là cái dòng tem candy nha các bạn ha. Còn lần này thì mình không có sử dụng cái chất liệu tem candy nữa mà mình sử dụng một cái chất liệu á là nó cũng cao cấp ngang với candy nha các bạn, chứ không phải là loại dởm nha ha, loại thường nha. Thì cái chất liệu này nè nó khá là dày nha các bạn, và nó thực chất á là nó không có bóng như vậy đâu. Nó cái bản chất của nó là nó nhựa, nó giống như là khi mà các bạn dán lên xe của mình á thì nó sẽ tạo cho cái xe của mình á nó giống các bạn rào vô á, nó giống như là một cái nhựa sần các bạn ha. Đó là cái mod mới bây giờ là người ta không sử dụng người ta không sử dụng là nhựa bóng ha, sơn bóng hay là sơn nhám nữa, mà người ta lại chuyển qua là sơn sần ha các bạn ha. Đó, nó sần sần sần, khi mà các bạn xào vào thì nó cảm giác là nó sần 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 lên ha. Và đặc biệt của cái loại tem này nè các bạn là nó giống như là nó được phủ một cái lớp kim tuyến sẵn vậy đó ha. Do cái xe của mình nè, mình thì mình không thích sần, mình không thích nhám nữa, mà mình thích chuyển qua bóng, cho nên là mình mới kêu tiệm nó ép cho mình, sau khi mà nó in tem xong á thì nó ép cho mình một cái lớp bóng nữa ha, lớp nhựa bóng nữa, cho nên là nhìn nó mới dày. Nhưng mà các bạn nhìn kỹ nè đó, các bạn thấy không đó, nhưng mà nó vẫn còn sần sần á ha, nó vẫn còn sần sần ở trong á đó. Đó chính là nếu mà tháo một cái lớp nhựa bóng này ra thì ở trong đó mới chính xác là cái bề mặt chất liệu tem thực tế của nó hơi sần sần ha. Bạn nào thích sần thì nên sử dụng cái loại tem này ha. Đó. Đây, mình thay đổi phong cách xe của mình, đó là màu cam ha, cam trắng đen. Đây là tem Mission nè các bạn ha. Đó, tem Mission. Mình thấy tem này nó cũng hay, cho nên là mình quyết định là mình độ cho xe của mình cái tem này để thay đổi phong cách nha các bạn ha. Thì cái tem cũ thì mình sử dụng cũng được hơn một năm rồi các bạn, thì nó cũng hơi bị xuống cấp rồi, cũng như là nó có một số chỗ thì nó khi mà các bạn treo đồ rồi này kia nó bị xước rồi các bạn ha. Đó. Rồi thì nó màu nó cũng xuống rồi, cho nên là mình quyết định mình thay luôn. Thì giá tem này á là nó ngang với tem candy nha các bạn, nó ngang nha, nó bằng giá đó. Đây. Để mình quay mấy bên đây cho các bạn xem. Ở đây thì cái nhà thiết kế người ta cũng tạo cho mình rất là nhiều cái hình ảnh ha. Đây là cái biểu tượng của Michelin nè, đây là sale ha. Bên đây có dùng chữ Audi Sport đó nè, Zulu Up nè, đây Winx, Honda Racing ha. Rồi. Thì có cái chỗ này nè các bạn, nếu như mà các bạn muốn đẹp nữa thì các bạn có thể xé bỏ cái gỡ bỏ cái tem tem nổ Winx Green á, rồi các bạn dán luôn cho nó liền luôn thì nó sẽ đẹp hơn nha các bạn. Còn mình thì mình tiếp cái tem nâu cái zin này, cho nên là mình không có tháo ra, cho nên là dán lên gồ ghề chỗ này ha. Đó, các bạn lưu ý. Rồi
Lần trước thì mình sử dụng tem nhám, thì lần này mình chuyển sang tem bóng ha. Nói chung là tem nào thì cũng đẹp hết, nhưng mà cái điều á, tem nhám á thì các bạn biết rồi, nó giống như nhựa nhám mà. Nó phải, các bạn khi mà các bạn chạy xe thì các bạn phải vệ sinh thật kỹ ha. Đó, đừng có để cho nó dơ rồi bụi rồi nó ống lên thì nhìn nó cũ ha. Nhưng mà khi các bạn rửa sạch rồi này kia thì nó đẹp nha các bạn. Còn cái tem bóng này nè, tem bóng hay là nhựa bóng á, thì khi mà mình thì khi mà bụi rồi nó bám lên thì nó nhìn nó cũng đỡ các bạn ha. Nó đỡ hơn là cái nhựa nhám, cho nên là nhìn nó cũng mới hơn ha các bạn. Đó cũng là một cái ưu điểm của nó nha. Cho nên là mình quyết định lần này là mình độ cái tem tem bóng nha các bạn. Thì cái này nè các bạn, khi mà các bạn ra ngoài nắng á ha, khi mà các bạn ra ngoài nắng á, cái tem là đặc biệt á, cái loại chất liệu của tem nè, khi mà các bạn ra ngoài nắng cũng như là khi mà các bạn chạy đêm á mà có ánh đèn á, nó chiếu vào ha. Nói chung là khi mà có ánh cường độ ánh sáng mạnh chiếu vào thì cái bề mặt của cái tem này nè nó sẽ nổi kim tuyến lên nha các bạn ha, nó sẽ nổi kim tuyến lên nha. Tại vì ở đây mình quay á là ở trong mát nè, cho nên là các bạn sẽ không thấy rõ được cái điều đó ha. Nhưng mà khi mà các bạn chạy ngoài trời nắng á, cường độ ánh sáng nó cao á thì nó chiếu vô thì nó sẽ chiếu nha, cái bề mặt nó sẽ chiếu lên giống như là cái nước sơn mà có phủ kim tuyến vậy các bạn ha, nó rất là đẹp nha các bạn. Lâu lâu thay đổi phong cách một tí nha các bạn ha, có gì thay đổi không. Thì như các bạn biết rồi, thì nay là theo thông tư 15 của Bộ Công an các bạn, thì công an cấp xã đã được phân cấp về cái công tác đăng ký xe mô tô hai bánh rồi các bạn. Cho nên là khi mà các bạn thay đổi tem màu sắc của xe như nè, thì các bạn sẽ vào công an cấp xã nơi mình đăng ký cư trú mà làm giấy thay đổi màu sắc xe nha các bạn ha. Chi phí thì cũng rất là rẻ, chỉ có khoảng 50.000 thôi các bạn ơi ha. Rồi vô công an cấp xã nhờ người ta đổi dùm cái cà vạt xe ha các bạn ha, cái giấy chứng nhận đăng ký xe ha. Đó, thay đổi màu thôi, vậy là các bạn yên tâm các bạn chạy ha các bạn ha. Đó. Rồi thì cái bộ tem này nè các bạn, mình dán ở cái shop, cái tiệm là Đề Cai Bình Dương các bạn ha, cái địa chỉ mà lúc trước mình đã từng làm cái bộ tem kia mình review cho các bạn rồi đó, cái địa chỉ đó đó. Thì do là mình lúc trước mình đã dán đó một lần rồi, thì cũng giống như là có thẻ thành viên nha các bạn, cho nên là lần này mình ghé mình dán tiếp thì mình được giảm 300.000 nha các bạn ha. Đó, mình được giảm 300.000. Đối với cái dòng tem chất liệu cao cấp như là tem này và tem candy á, thì giá của bộ tem không á, là 900.000 nha các bạn ha. Còn công lắp ráp dán lên xe luôn á là nó sẽ là 1.400.000 nha các bạn ha. Còn do mình á là mình đã từng dán một lần rồi, cho nên là mình đã có thành viên rồi, cho nên là mình dán lần thứ hai thì tiệm cửa hàng nó cũng giảm cho mình 300.000 ha. Giảm cho mình 300.000. Với lại khi mà các bạn tháo tem cũ ra, các bạn gắn tem mới thì phải chịu thêm là 100.000 phí nha các bạn. Đó. Nha. Đó, tiền công tháo cái tem cũ ra để gắn dán tem mới lên là 100.000 nha các bạn. Cho nên là tổng chi phí của lần thứ hai mình dán cái bộ tem này nó là 1.200.000 nha các bạn nha. Đó. Rồi. Thì cái link của các, nếu các bạn thích cái mẫu tem này thì mình sẽ để cái link của cái mẫu tem này cũng như là địa chỉ của cái shop mà dán cái bộ tem này nè các bạn ha, để ở dưới phần mô tả video các bạn, thì các bạn có thể click vào tham khảo nha các bạn ha. Các bạn đến đó các bạn dán nha. Thì chỗ đó thì nó ở quốc lộ 13 ha, tỉnh Bình Dương nha các bạn. Thì rộng rãi thoáng mát ha, có phòng lạnh để các bạn ngồi chờ luôn nha các bạn ha.
Rồi, video chia sẻ đến các bạn cái dòng tem trùm cho xe WinX của mình đã kết thúc các bạn. Nếu các bạn thấy video hữu ích thì nhớ cho một like, share cũng như đăng ký kênh xem các ủng hộ mình nha các bạn. Chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở đường sau. Bye bye.